Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu ký tự hay còn gọi là character ở trong chương trình Java. Chúng ta cũng sẽ tạo ra một chương trình, tạo ra một cái file mã nguồn đặt tên là ví dụ kiểu tra. Trong Java, kiểu tra hay còn gọi là character là một kiểu dữ liệu cho phép lưu trữ các giá trị ký tự. Đối với kiểu tra, chúng ta có thể khai báo các biến để thể hiện các ký tự đơn. Và trong Java thì các bạn chú ý là nếu mà chúng ta mà đặt các cái ký tự ở trong một dấu nháy kép thì đó là các cái chuỗi. Còn nếu mà các bạn đặt một ký tự trong dấu nháy đơn thì đó là ký tự. Thì để khai báo một ký tự thuộc kiểu tra thì chúng ta sẽ khai báo tra. Ở đây tôi có một cái biến thuộc kiểu tra có tên là letter và tôi khai báo biến này có giá trị là A. Sau đó tôi in giá trị của biến letter này ra. Đó. Letter. Tiếp theo chúng ta sẽ chạy chương trình. Sau khi làm xong thì như vậy chúng ta có thể thấy là chúng ta đã in ra giá trị của biến letter thuộc kiểu ký tự, kiểu character. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về kiểu dữ liệu ký tự trong chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt.